Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình đọc truyện bên thầy. Tiếp theo đến mẫu chuyện theo thầy hay theo giáo lý. Thời gian lương lưu đó đây để hóa chúng độ tha. Những lời thuyết pháp di diệu thậm thâm của Đức Thầy đã đánh thức biết bao triệu con tim trở về nguồn giác. Khác nào ánh thái dương rọi tan đám sương mù. Họ hân hoan vì được nếm cam vị của suối Ma Ha, nên rất hăng say theo gót chân Thầy để có dịp được thêm thấm nhuần pháp dụ. Một hôm sau buổi thuyết pháp, bỗng Ngài đưa quyển giảng lên hỏi lớn rằng: tất cả bổn đạo theo Thầy hay theo giáo lý của Thầy? Tất cả đồng loạt đưa tay lên và đồng thanh ứng: con theo Thầy, con theo Thầy. Đức Thầy để quyển giảng xuống, nét mặt từ bi nhìn khắp các đệ tử bảo: bà con theo Thầy, đến khi Thầy vắng mặt rồi theo ai? Phải theo giáo lý của Thầy mới đúng chớ. Tất cả những người có mặt nơi đấy vừa được nghe câu kim ngôn của Ngài như một tiếng chuông cảnh tỉnh, họ đều cúi đầu lãnh giáo ngọc ngữ của đấng cha lành. Thuật theo lời ông cựu hội trưởng quận thốt nốt. Phần nhận xét: Đức Thích Ca Mâu Ni xưa ra đời trụ thế chỉ có 49 năm, mà chánh pháp của Ngài đến nay trên 25 thế kỷ vẫn còn chối rạng bốn phương. Thật vậy, chánh pháp là chân lý, mà chân lý là lẽ thật, vì lẽ thật làm sao mất được. Bởi Đức Thầy tiên tri là Ngài sẽ xa cách tín đồ, và thời gian xa cách đó là một trận thử thách quá gai go, nên hành giả phải nắm chặt giáo lý siêu thượng của Ngài. Cũng như người đi biển phải có la bàn, nếu không họ phải chịu lạc lõng bơ vơ giữa bao la trời nước, lại gặp sóng to chắc phải làm mồi cho lũ cá. Cũng thế, người tu tự xưng mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo mà không nắm vững giáo lý của Ngài sẽ dễ bị sai đường lạc lối, dù người rất có tâm thành với đạo. Bởi có tâm với đạo mà thiếu trí, nên khi Thầy Tổ vắng bóng thì dễ bị kẻ giả trá tà mị lợi dụng. Họ nhân cơ hội này mà xưng là tiên Phật hoặc là Thầy Tổ trở lại. Đức Tôn Sư đã biết rõ nên báo trước cho ta việc này. Ở Sấm Thi, Ngài có nói rất nhiều, không sao kể xiết như đoạn: các đạo tà mưu khéo âm thầm chân ráng tranh kẻo lắm mà khổ, chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ dùng phép màu lòe mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành xa cạm bầy khó mong sống sót. Ai đọc kỹ Sấm Thi của Ngài
và theo dõi những mẫu chuyện chung quanh thầy đều nhận thức được bao lần dặn dò của Đức Tôn Sư, bởi ngài đã biết rõ sau này ngài sẽ có thời gian dài vắng mặt và tà đạo sẽ lộng hành. Nếu không ôm chặt giáo lý của ngài thì sẽ dễ bị ngoại đạo cám dỗ, nhất là nghe linh ứng kỳ hạnh hoặc xưng thầy trở lại và mượn xác cậu nọ cô kia. Họ cũng dựa theo giáo lý của ngài rồi giết bắt dần bắt niệm, khiến những người nhẹ dạ dễ tin, có tâm nhưng thiếu trí, tưởng là thầy mình trở lại. Thật là một sự đáng thương, đáng tiếc làm sao. Ta hãy xét kỹ, thầy ta là một vị Phật có sắc lệnh của hai vị Phật Tổ lâm phàm. Ngài vắng mặt vẫn còn để lại cho ta một kho tàng pháp bảo, và đã dạy là làm theo lời chỉ, ngài rày gặp ta. Thế là mình hãy xét kỹ coi mình có làm y theo lời chỉ dạy của ngài không. Nếu có thì lo gì không gặp ngài. Về điểm này, có lần ở Sài Gòn, thầy gọi ông Lê Bá Thế mà dạy rằng: ông hãy nói lại cho bổn đạo của thầy biết, đừng một ai lo lắng cho thầy, mà hãy tự lo cho chính mình. Hãy tu tâm luyện trí, và cần xem quyển khuyến thiện của thầy mà tu hành. Những người tu hành chân chánh đúng theo lời dạy của thầy thì về sau sẽ được thầy cho người tìm đến, chớ bây giờ đừng ai đến để tìm thầy. Vậy nếu ta có theo sát giáo lý của ngài thì dù có cách xa nghìn dặm nhưng cũng như ở bên Tôn Sư. Trái lại, nếu không nghe lời dạy của ngài thì càng tìm kiếm chừng nào lại càng xa ngài chừng ấy, và không tránh được mưu khéo của kẻ tà đạo thì khổ não vô cùng. Cũng như lời ông Ba Thới cho biết: lầm tà đạo nhân hư bất dụng. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện ông thầy thuốc đi trị bệnh cho ông tổ thầy thuốc. Lúc đức thầy ở Bạc Liêu, một hôm ông Nguyễn Tấn Bại đến xin xem mạch cho đức thầy, vì lúc đó thể xác đức thầy có bệnh. Đức thầy đưa tay cho ông Bãi xem mạch. Ông Bãi vừa đặt tay vào tay thầy thì ngài liền giật lại và nói: nóng quá. Ông Bãi không hiểu ý, cứ ngỡ thầy nói tay mình nóng nên xin thầy cho ông tiếp tục xem mạch. Đức thầy đưa tay ra, ông Bãi vừa rờ đến thầy thì ngài cũng bảo: nóng quá, và giật tay lại như lần trước, luôn cả ba lần như vậy. Ông Bãi nghĩ chắc đức thầy muốn dạy cho mình biết điều gì đây, nên cung kính bạch thầy: bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết ý gì mà mỗi khi con chạm đến tay ngài thì ngài bảo là nóng. Có phải thầy muốn nói sự tu của con còn nóng nảy chăng? Nhờ thầy chỉ giáo. Với nét mặt từ hòa, ngài Quan Hệ phán dạy: ông Bảy à, tôi nói cho ông biết nghe, nhịn người ngoài thì dễ, chứ nhịn ở trong nhà thì khó lắm ông à. Ông Bãi khâm phục đức thầy vô hạn, bởi ngài nói rõ tâm trạng của ông. Ông Bãi nhớ lại, từ khi mình biết lo tu hành, luôn luôn cố giữ sự nhẫn hòa với những người chung quanh,
nhưng đối với vợ con thì sao, cảm thấy khó nhận quá, nên thường xảy ra chuyện to tiếng với gia đình. Đến khi qua rồi, ông mới thấy hối tiếc luôn luôn như vậy. Hôm nay thầy đã thấy rõ tâm niệm của mình, vậy mình nhờ thầy chỉ dạy cho phương pháp diệt lòng sân với gia đình. Nghĩ xong, ông cung kính bạch. Bạch thầy, quả đúng vậy thầy ơi. Nhẫn với người ngoài thì dễ, chứ nhẫn với vợ con khó quá. Con chẳng biết phải làm thế nào để khôi phục tánh nóng giận đối với gia đình, nhờ thầy chỉ dạy cho con. Đức thầy tươi cười đáp: Ông biết tại sao nhịn trong gia đình khó không? Không đợi ông Bảy trả lời, Đức thầy từ bi dạy tiếp: Tại mình thấy có quyền làm cha, làm chồng, mình cứ nghĩ là mình lớn quá, nên mỗi khi có chuyện bực tức, làm sao nhịn được. Ông Bảy liền nói: Bạch thầy, thật đúng vậy. Tại ý nghĩ này khiến con không diệt được lòng sân hận của mình nổi chứ gì. Xin thầy dạy cho con phương pháp diệt nó. Đức thầy dạy: Muốn diệt nó, mỗi khi khởi lòng sân, ông phải nhớ là phải cuốn cái lưỡi lên. Lãnh hội được cuốn từ của ngài, ông vô cùng quan hỷ, và từ đó ông đem áp dụng đều được kết quả như ý, và đem chỉ lại cho đồng đạo khác đều được kết quả tốt đẹp cả, thuật theo lời ông Nguyễn Tấn Bại, hội trưởng tỉnh Bạc Liêu. Phần nhận xét: thật vậy, tánh sân hận là một trong ba thứ độc chướng đã có từ lũy kiếp đến nay, nên muốn diệt nó đâu phải là chuyện dễ dàng. Nếu không diệt được nó thì khó có thể đến bên kia bờ giải thoát. Ông Bảy cũng là một hành giả quyết tâm tu sửa, nhưng không nhẫn được với vợ con. Bởi thấy mình là chủ quyền nên không muốn vợ con làm trái ý. Đó chẳng qua là bản ngã của con người. Nếu đứng về mặt đời mà nói thì cư sĩ thường mắc kẹt ở điểm này. Bởi cái ngã cứng chắc, nó bao bọc mờ đục tâm giác ngộ, nên họ không muốn ai chạm đến danh dự quyền lợi của họ cả. Nếu ai vô tình hay cố ý chạm đến, họ sẽ sân hận, quát tháo, bảo thủ cái ta của họ. Ông Bảy được Đức Thầy khai ngộ đúng bệnh của ông, mà cũng là bệnh chung của quần chúng. Đồng thời ngài còn dạy cách diệt nó bằng cách là: khi nóng giận nên cuốn lưỡi lên. Đây là một phép lợi ích lớn của người Phật tử thường hành trong yếu môn tịnh độ. Vì phép này dễ đình chỉ vọng tâm và điều hòa cơ thể. Hơn nữa, lưỡi đã cuốn lên thì đâu còn nói được mà sân. Và nếu cuốn lưỡi, tức mình đã hành theo pháp hành trì tịnh độ. Thế nên chẳng những ông Bảy mà chúng ta cũng nên lấy pháp này để áp dụng, sẽ được lợi ích không nhỏ. Ngài khéo dạy ta dùng câu niệm Phật để dẹp tánh sân của mình vậy. Nam mô A Di Đà Phật.